10 điểm quyến rũ của đàn ông mà ngay cả họ cũng không biết. Điểm quyến rũ của đàn ông vô cùng tự nhiên mà có khi ngay cả bản thân họ cũng không để ý đến. Nên xem, 10 mẫu đàn ông không cần đẹp trai mà vẫn thu hút phái đẹp. Tử tế, đặc biệt là đối với người lạ, bâu ơ tiền cho người giao hàng hoặc bồi bàn, đẩy cửa cho người đến sau, đỡ hộ túi đồ nặng cho một người nào đó trên đường. Đôi khi những việc nhỏ nhặt rất đời thường cũng đủ để bộc lộ tính cách một con người. Sự tử tế ở một người đàn ông luôn là điều hấp dẫn và quyến rũ phái nữ nhất. Để thu hút hơn, mời anh em tham khảo thêm vài gu ăn mặc của những gã trai phong cách tại đây. Nên xem thói quen của những gã phong cách bạn đã có chưa? Cười thành tiếng, thử hỏi có ai lại không bị thu hút bởi một người biết cách hưởng thụ niềm vui và có óc khôi hài nhỉ? Điệu cười vang có chút không kiểm soát của đàn ông thường làm phụ nữ muốn chạy đến mi lên môi họ ngay và luôn. Xắn tay áo, chiếc áo sơ mi khiến đàn ông vừa lịch thiệp thanh nhã lại vừa quyến rũ khó cưỡng khi anh chàng xắn tay áo, hoặc mở tung hai nút quy để lộ phần da thịt vừa kín đáo lại vừa mời gọi. Nên xem, đàn ông biết xắn tay áo biểu hiện của một gã phong cách chính hiệu. Biết cách giao tiếp bằng ánh mắt luôn là vũ khí tối thượng để đốn ngã đối phương. Đôi khi đàn ông chỉ cần nhìn vu vơ vào một khoảng không vô định cũng đủ để phái nữ rụng tim rồi. Cách nói chuyện nhiệt tình, táo bạo, cách một người đàn ông trò chuyện hoặc tranh luận luôn bộc lộ tính cách nội tại của họ. Sự nồng nhiệt, hứng thú, có cao trào có thắt nút trong câu chuyện họ nói luôn tạo nên một sự lôi cuốn quyến rũ ở phái nữ. Gợi ý thêm cho anh em một vài chiêu thu phục lòng người qua quần áo nên biết. Nên xem, 10 cách thu phục lòng người thành công qua quần áo nam giới cần biết. Trò chuyện thông minh, kiểu đàn ông nói năng bộ bã, suy nghĩ không ngay hàng thẳng lối trước khi nói, nghĩ gì nói đó luôn mất điểm trong mắt phái nữ. Đàn ông nói năng từ tốn, có điểm nhấn và đặc biệt là thông minh trong cách chuyện trò luôn hấp dẫn đến khó cưỡng. Tập trung cao độ, các bạn nên thử nhìn gương mặt của một người đàn ông khi họ đang tập trung cao độ làm một việc hoặc suy nghĩ điều gì đó. Khi tập trung sự chú ý của mình vào một suy nghĩ nhất định, mọi sự xung quanh họ như mờ nhạt hẳn đi. Nấu ăn, phụ nữ nấu ăn đã trở nên quá quen thuộc. Khi cánh mày râu xắn tay vào bếp, khi họ cầm đôi đũa khuấy đều chảo, khi họ nêm nếm thức ăn với vẻ mặt vương đôi chút băn khoăn xem có nên thêm chút đường, chút tiêu, chút muối. Là lúc họ sexy tuyệt vời. Nên xem, những món ăn khiến đàn ông ghi nhớ suốt đời. Ôm chầm từ phía sau. Cái ôm từ phía sau luôn làm phụ nữ cảm thấy an toàn, được bảo vệ. Còn gì hạnh phúc bằng việc mỗi sáng đón nhận một cái ôm giết giáo của đàn ông, như thể bạn là con chim bé bỏng lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của họ. Có một chút say nhẹ là lúc người đàn ông trông hấp dẫn nhất. Trong một cuộc vui với bạn bè khi đã ngà ngà thấm men bia, đàn ông có một vẻ gì đó vô cùng hấp dẫn mà cánh phụ nữ khó có thể giải thích. Nên xem, đàn ông thông minh biết làm gì để ba say chưa trai.